Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 11. Và cả thiên hạ đều có một giọng nói và một thứ tiếng. Nhưng khi ở đông phương dời đi, người ta gặp một đồng bằng trong xứ Sinea rồi ở tại đó. Người này nói với người kia rằng: "Hè, chúng ta hãy làm gạch và hầm trong lửa." Lúc đó gạch thế cho đá, còn chai thế cho hồ. Lại nói rằng: "Nào, chúng ta hãy xây một cái thành và dựng lên một cái tháp chót cao đến tận trời. Ta hãy lo làm cho rạng danh, e khi phải tản lạc khắp trên mặt đất." Đức Giê-hô-va bèn ngự xuống đặng xem cái thành và tháp của con cái loài người xây nên. Đức Giê-hô-va phán rằng: "Này, chỉ có một thứ dân, cùng đồng một thứ tiếng, và kia kìa, công việc chúng nó đương khởi làm. Bây giờ chẳng còn chi ngăn chúng nó làm các điều đã quyết định được. Thôi, chúng ta hãy xuống làm lộn xộn tiếng nói của chúng nó, cho họ nghe không được tiếng nói của người này với người kia." Rồi từ đó Đức Giê-hô-va làm cho loài người tản ra khắp trên mặt đất, và họ thôi công việc xây cất thành. Bởi cớ đó đặt tên thành là Ba-bên, vì nơi đó Đức Giê-hô-va làm lộn xộn tiếng nói của cả thế gian, và từ đây Ngài làm cho loài người tản ra khắp trên mặt đất. Đây là dòng dõi của Sem. Cách 2 năm sau cơn nước lụt, Sem được 100 tuổi, sinh A-bát-sát. Sau khi Sem sinh A-bát-sát rồi, còn sống được 500 năm, sinh con trai con gái. A-bát-sát được 35 tuổi, sanh Sê-lách. Sau khi A-bát-sát sanh Sê-lách rồi, còn sống được 403 năm, sinh con trai con gái. Sê-lách được 30 tuổi, sinh Hê-bê. Sau khi Sê-lách sinh Hê-bê rồi, còn sống được 403 năm, sinh con trai con gái. Hê-bê được 34 tuổi, sinh Bê-lét. Sau khi Hê-bê sinh Bê-lét rồi, còn sống được 430 năm, sinh con trai con gái. Bê-lét được 30 tuổi, sinh Rê-hu. Sau khi Bê-lét sinh Rê-hu rồi, còn sống được 209 năm, sinh con trai con gái. Rê-hu được 32 tuổi, sinh Sê-rúc. Sau khi Rê-hu sinh Sê-rúc rồi, còn sống được 207 năm, sinh con trai con gái. Sê-rúc được 30 tuổi, sinh Na-cô. Sau khi Sê-rúc sinh Na-cô rồi, còn sống được 200 năm, sinh con trai con gái. Na-cô được 29 tuổi, sinh Tha-rê. Sau khi Na-cô sinh Tha-rê rồi, còn sống được 119 năm, sinh con trai con gái. Còn Tha-rê được 70 tuổi, sinh Áp-ram, Na-cô và Ha-ran. Đây là dòng dõi của Tha-rê. Tha-rê sinh Áp-ram, Na-cô và Ha-ran. Ha-ran sinh Lót. Ha-ran qua đời tại quê hương mình, tức là U-rơ, thuộc về xứ Canh-đê, khi cha người là Tha-rê hay còn sống. Áp-ram và Na-cô cưới vợ. Vợ Áp-ram tên là Sa-rai, còn vợ Na-cô tên là Min-ca. Min-ca và Dít-ca, tức là con gái của Ha-ran. Và Sa-rai son sẻ nên người không có con. Tha-rê dẫn Áp-ram con trai mình, Lót con trai Ha-ran cháu mình, và Sa-rai vợ Áp-ram tức dâu mình, đồng ra khỏi U-rơ thuộc về xứ Canh-đê, đặng qua xứ Ca-na-an. Khi đến Cha-ran thì lập gia cư tại đó. Tha-rê hưởng thọ được 200 năm tuổi rồi qua đời tại Cha-ran. Chương 12. Vả Đức Giê-hô-va có phán cùng Áp-ram rằng: "Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi, và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước." Rồi Áp-ram đi theo như lời Đức Giê-hô-va đã phán dạy, Lót đồng đi với người. Khi Áp-ram ra khỏi Cha-ran, tuổi người được 75. Áp-ram dẫn Sa-rai vợ mình, Lót cháu mình, cả gia tài đã thâu góp và các đầy tớ đã được tại Cha-ran, từ đó ra để đi đến xứ Ca-na-an,
rồi chúng đều đến xứ Canaan. Abraham trải qua xứ này đến cây dải bột của More tại Sichem, và lúc đó dân Canaan ở tại xứ. Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Abraham mà phán rằng: Ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi đất này. Rồi tại đó Abraham lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va là đấng đã hiện đến cùng người. Từ đó người đi qua núi ở về phía đông Bê-tên rồi đóng trại. Phía tây có Bê-tên, phía đông có A-hi. Đoạn người lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va và cầu khẩn danh Ngài. Kế sau Abraham vừa đi vừa đóng trại lần lần đến Nam Phương. Bây giờ trong xứ bị cơn đói kém, sự đói kém ấy lớn nên Abraham xuống xứ Ai Cập mà kiều ngụ. Khi hầu vào đất Ai Cập, Abraham bèn nói cùng Sarai vợ mình rằng: Này, ta biết ngươi là một người đàn bà đẹp. Gặp khi nào dân Ai Cập thấy ngươi, họ sẽ nói rằng ấy là vợ hắn đó, họ sẽ giết ta, nhưng để cho ngươi sống. Ta xin hãy xưng ngươi là em gái ta, hầu cho sẽ vì ngươi mà ta được trọng đãi và giữ toàn mạng ta. Abraham vừa đến xứ Ai Cập, dân Ai Cập nhìn thấy người đàn bà đó đẹp lắm. Các triều thần của Pharaoh cũng thấy người và trầm trồ trước mặt vua. Đoạn người đàn bà bị dẫn vào cung Pharaoh. Vì cớ người nên Pharaoh hậu đãi Abraham, và Abraham được nhiều chiên, bò, lừa đực, lừa cái, lạc đà, tôi trai và tớ gái. Song vì Sarai vợ Abraham nên Đức Giê-hô-va hành phạt Pharaoh cùng nhà người bị tai họa lớn. Pharaoh bèn đòi Abraham hỏi rằng: Ngươi đã làm chi cho ta vậy? Sao không tâu với ta rằng là vợ ngươi? Sao đã nói rằng người đó là em gái tôi, nên nỗi ta đã lấy nàng làm vợ? Bây giờ vợ ngươi đây, hãy nhận lấy và đi đi. Đoạn Pharaoh hạ lệnh cho quan quân đưa vợ chồng Abraham cùng hết thảy tài vật của người đi. Chương 13. Abraham ở Ai Cập dẫn vợ cùng các tài vật mình và Lót đồng trở lên Nam Phương. Và Abraham rất giàu có súc vật, vàng và bạc. Người vừa đi vừa đóng trại từ Nam Phương trở về Bê-tên, đến nơi người đã đóng trại ban đầu hết, ở về giữa khoảng Bê-tên và A-hi, là nơi đã lập một bàn thờ lúc trước. Ở đó Abraham cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Và Lót cùng đi với Abraham cũng có chiên, bò và trại. Xứ đó không đủ chỗ cho hai người ở chung, vì tài vật rất nhiều cho đến đổi không ở chung nhau được. Trong khi dân Canaan và dân Pherishit ở trong xứ, xảy có chuyện tranh giành của bọn chăn chiên Abraham cùng bọn chăn chiên Lót. Abraham nói cùng Lót rằng: Chúng ta là cốt nhục, xin ngươi cùng ta chẳng nên cãi lẫy nhau, và bọn chăn chiên ta cùng bọn chăn chiên ngươi cũng đừng tranh giành nhau nữa. Toàn xứ há chẳng ở trước mặt ngươi sao? Vậy hãy lìa khỏi ta. Nếu ngươi lấy bên tả, ta sẽ qua bên hữu. Nếu ngươi lấy bên hữu, ta sẽ qua bên tả. Lót bèn ngước mắt lên, thấy khắp cánh đồng bằng bên sông Giô-đanh là nơi trước khi Đức Giê-hô-va chưa phá hủy thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ, thảy đều có nước chảy tưới khắp đến Xoa. Đồng đó cũng như vườn của Đức Giê-hô-va và như xứ Ê-díp-tô vậy. Lót bèn chọn lấy cho mình hết cánh đồng bằng bên sông Giô-đanh và đi qua phía đông. Vậy hai người chia rẽ nhau. Abraham ở trong xứ Canaan, còn Lót ở trong thành của đồng bằng, và dời trại mình đến Sô-đôm. Vả dân Sô-đôm là độc ác và kẻ phạm tội trọng cùng Đức Giê-hô-va. Sau khi Lót lìa khỏi Abraham rồi, Đức Giê-hô-va phán cùng Abraham rằng: Hãy nhướng mắt lên, nhìn từ chỗ ngươi ở cho đến phương Bắc, phương Nam, phương Đông và phương Tây. Vì cả xứ nào ngươi thấy, ta sẽ ban cho ngươi và cho dòng dõi ngươi đời đời. Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi như bụi trên đất. Thế thì, nếu kẻ nào đếm đặng bụi trên đất, thì cũng sẽ đếm đặng dòng dõi ngươi vậy. Hãy đứng dậy đi khắp trong xứ, bề dài và bề ngang, vì ta sẽ ban cho ngươi xứ này. Đoạn Abraham dời trại mình đến ở nơi lùm cây dẻ bộp tại Mamre thuộc về Hebron, và lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. Chương 22.
danh tiếng tốt còn hơn tiền của nhiều, và ơn nghĩa quý hơn bạc và vàng. Kẻ giàu và người nghèo đều gặp nhau, Đức Giê-hô-va đã dựng nên cả hai. Người khôn ngoan thấy điều tai vạ và ẩn mình, nhưng kẻ ngu muội cứ đi luôn và mắc phải vạ. Phần thưởng của sự khiêm nhường và sự kính sợ Đức Giê-hô-va ấy là sự giàu có, sự tôn trọng và mạng sống. Trong đường kẻ gian tà có gai chông và cái bẫy, ai gìn giữ linh hồn mình sẽ cách xa nó. Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Người giàu quản hạt kẻ nghèo, kẻ nào mượn là tôi tớ của kẻ cho mượn. Kẻ nào gieo sự bất công sẽ gặt điều tai họa, và cây roi thạnh nộ nó sẽ bị gãy đi. Người nào có mắt từ thiện sẽ được phước, vì người ban bánh mình cho kẻ nghèo khó. Hãy đuổi kẻ nhạo báng ra thì sự cãi lẫy cũng sẽ đi, điều tranh cạnh và sự sỉ nhục sẽ hết. Ai ái mộ lòng thánh sạch và có duyên nơi môi miệng mình sẽ được vua làm bạn nghĩa. Mắt của Đức Giê-hô-va coi giữ người có tri thức, nhưng Ngài đánh đổ lời kẻ gian tà. Kẻ biếng nhác nói, có con sư tử ở ngoài đó, tôi sẽ bị giết tại giữa đường. Miệng của dâm phụ vốn là một cái hố sâu, ai bị Đức Giê-hô-va giận sẽ sa ngã vào đó. Sự ngu dại vốn buộc vào lòng con trẻ, song roi răng phạt sẽ làm cho sự ấy lìa xa nó. Người nào hà hiếp kẻ nghèo ắt sẽ làm cho nó giàu có, và ai cho kẻ giàu có chỉ làm cho người sa vào sự thiếu thốn. Hãy lắng tai nghe lời kẻ khôn ngoan, khá chuyên lòng con về sự tri thức ta. Vì nếu con gìn giữ nó trong lòng con, lập nó ở chung nhau trên môi miệng con, thì ấy thật một sự tốt đẹp. Ngày nay ta đã dạy cho con hiểu biết các điều đó, để con có lòng tin cậy Đức Giê-hô-va. Ta há chẳng có chép cho con những điều tốt về mưu luận và về tri thức sao, để làm cho con biết sự quả quyết của lời chân lý, hầu cho con lấy lời thật mà đáp lại với những người sai con. Chớ bóc lột kẻ nghèo bởi vì họ nghèo, cũng đừng hà hiếp người khốn khổ nơi cửa thành, vì Đức Giê-hô-va sẽ binh vực duyên cớ của họ và đoạt lấy sự sống của kẻ có cướp lột họ. Chớ làm bạn với người hay giận, chớ giao tế cùng kẻ cường bạo, e con tập theo đường lối nó và linh hồn con bị bẫy hãm hại chăng. Chớ đồng bọn cùng những kẻ giao tay nhau, hoặc cùng kẻ bảo lãnh nợ. Nếu con không có gì trả, cớ sao con muốn chúng đoạt lấy cái giường con đi? Chớ dời đi các mộc giới cũ mà tổ phụ con đã dựng. Con có thấy người nào siêng năng trong công việc mình chăng? Người ấy hẳn sẽ đứng ở trước mặt các vua, chứ chẳng phải ở trước mặt người hèn hạ đâu. Chương 40. Từ giữa trận gió chốt, Đức Giê-hô-va đáp cùng Gióp mà rằng: Hãy thắt lưng ngươi như kẻ dõng sĩ. Ta sẽ hỏi ngươi, ngươi sẽ chỉ dạy cho ta. Ngươi há có ý phế lý đoán ta sao? Có muốn định tội cho ta đặng xưng mình là công bình ư? Ngươi có một cánh tay như của Đức Chúa Trời chăng? Có thể phát tiếng sấm rền như Ngài sao? Vậy bây giờ, ngươi hãy trang điểm mình bằng sự cao sang và oai nghi, mặc lấy sự tôn trọng và vinh hiển. Khá tuôn ra sự giận hoảng hốt của ngươi. Hãy liếc mắt xem kẻ kiêu ngạo và đánh hạ nó đi. Hãy liếc mắt coi kẻ kiêu ngạo và đánh hạ nó đi. Khá chà nát kẻ hung bạo tại chỗ nó. Hãy giấu chúng nó chung nhau trong bụi đất và lấp mặt họ trong chốn kín đáo. Bây giờ ta cũng sẽ khen ngợi ngươi, vì ta hiểu ngươi, chững cứu ngươi được. Này, con trâu nước mà ta đã dựng nên luôn với ngươi, nó ăn cỏ như con bò. Hãy xem, sức nó ở nơi lưng, mãnh lực nó ở trong gân hông nó. Nó cong đuôi nó như cây bá hương, gân đùi nó tréo xỏ rế.
các xương nó như ống đồng, tứ chi nó như cây sắt. Nó là công việc khéo nhất của Đức Chúa Trời. Đấng dựng nên nó, giao cho nó cây gươm của nó. Các núi non sinh đồng cỏ cho nó ăn, là nơi các thú đồng chơi giỡn. Nó nằm ngủ dưới bông sen, trong bụi sậy và nơi bưng. Bông sen che bóng cho nó, và cây liễu của rạch vây quanh nó. Kìa, sông tràn lên dữ tợn, nhưng nó không sợ hãi gì. Dầu sông Giô-đanh búa lên miệng nó cũng ở vững vàng. Ai bắt được nó trước mặt? Ai hãm nó trong lưới rồi soi mũi nó? Ngươi có thể câu sấu với lưỡi câu và dùng dây mà xỏ lưỡi nó chăng? Có thể xỏ một sợi mây qua mũi nó và soi hàm nó bằng một cái móc ư? Nó há sẽ cầu ơn nhiều cùng ngươi và nói với ngươi những lời êm ái sao? Nó sẽ lập giao ước với ngươi để ngươi bắt nó làm tôi mọi đời đời chứ? Ngươi há sẽ chơi giỡn với nó như với một con chim, cột nó cho các con gái nhỏ mình chơi hay sao? Bọn thợ câu sẽ bán nó không? Phân phát nó cho các lái buôn chăng? Ngươi có thể lấy cái độc đâm đầy da nó, dùng lao phóng cá mà găm đầy đầu nó chăng? Hãy thử tra tay ngươi trên mình nó. Về sau, khá nhớ việc tranh đấu, chớ hề làm lại nữa. Kìa, sự trông bắt nó được bèn mất hết, chỉ thấy tướng dạng nó, người ta liền rụng rời đi. Chương 41. Chẳng ai đủ gan dám trêu chọc nó. Vậy ai sẽ đứng ở trước mặt ta cho nổi? Ai ban cho ta trước đã mà ta phải trả lại cho? Phàm vật chi ở dưới trời đều thuộc về ta. Ta hẳn sẽ nói về các chi thể nó, về sức lực nó và sự tốt đẹp của hình trạng nó. Có ai lột được áo choàng của nó không? Có ai vào trong hàm đôi của nó được chăng? Ai sẽ mở cửa họng nó ra? Sự kinh khủng vây chung quanh răng nó. Nó có oai hùng vì cớ các hàng khiên của nó, bằng thẳng dính khắn nhau như được niêm phong. Cái này đụng với cái khác đến đổi gió chẳng lọt qua được. Cái này hàng lại với cái kia, dính với nhau không hề rời rã. Sự nhảy mũi nó giăng ánh sáng ra. Hai con mắt nó khác nào mí mắt của rạng đông. Những ngọn lửa nhoáng từ miệng nó và các đám lửa phun ra. Từ lỗ mũi nó khói bay ra như của một nồi sôi có chụm sậy ở dưới. Hơi thở nó làm hừng cháy than, một ngọn lửa ra từ miệng nó. Trong cổ nó có mãnh lực và sự kinh khiếp nhảy múa trước mặt nó. Các yếm thịt nó dính chát nhau. Nó như đúc liền trên thân nó không hề chuyển động. Trái tim nó cứng như đá, cứng khác nào thớt cối dưới. Khi nó trỗi dậy, các kẻ anh hùng đều run sợ vì bắt kinh hãi nên chạy trốn đi. Khi người ta lấy gươm đâm nó, gươm chẳng hiệu chi. Dẫu cho giáo, cái độc hay là lao phóng cũng vậy. Nó coi sắt khác nào rơm cỏ và đồng như thể cây mục. Mũi tên không làm cho nó chạy trốn, đá trành với nó khác nào cây rạ. Nó cũng xem gậy như rạ, cười nhạo tiếng vo vo của cây giáo. Dưới bụng nó có những miếng nhọn, nó dường như trương bừa trên đất buồn. Nó làm cho vực sâu sôi như một cái nồi, khiến biển trở thành như hũ dầu sức, và bỏ lại sau nó đường cài đi sáng sủa. Người ta có lẽ tưởng rằng vực sâu là tóc bạc. Tại thế thượng chẳng có vật chi giống như nó. Nó được dựng nên để không sợ gì hết. Nó nhìn xem các vật cao lớn. Nó làm vua của các loài thú kiêu ngạo. Chương 42. Gióp thưa với Đức Chúa Trời rằng: Tôi biết rằng Chúa có thể làm được mọi sự. Chẳng có ý chỉ nào Chúa lấy làm khó lắm. Kẻ này là ai không hiểu biết gì lại dám che ám ý chỉ của Chúa? Phải, tôi đã nói những điều tôi không hiểu đến, tức các sự lạ lùng quá cho tôi mà tôi chẳng thông biết. Hỡi Chúa, xin hãy nghe tôi sẽ nói. Tôi sẽ hỏi Chúa, Chúa sẽ chỉ dạy cho tôi. Trước, lỗ tai tôi có nghe đồn về Chúa,
nhưng bây giờ mắt tôi đã thấy Ngài. Vì vậy, tôi lấy làm gớm ghê tôi và ăn năn trong tro bụi. Sải sau khi Đức Giê-hô-va đã phán các lời ấy với Gióp, thì Ngài phán cùng Ê-li-pha người Thê-man mà rằng: Cơn thạnh nộ ta nổi lên cùng ngươi và hai bạn hữu ngươi, bởi vì các ngươi không có nói về ta cách xứng đáng y như Gióp kẻ tôi tớ ta đã nói. Vậy bây giờ, hãy bắt 7 con bò đực và 7 con chiên đực đi đến Gióp kẻ tôi tớ ta, mà vì các ngươi dâng lên một của lễ thiêu. Rồi Gióp kẻ tôi tớ ta sẽ cầu nguyện cho các ngươi, vì ta sẽ nhậm lời người, kẻo e ta đãi các ngươi tùy theo sự ngu muội của các ngươi, vì các ngươi không có nói về ta cách xứng đáng như Gióp kẻ tôi tớ ta đã nói. Vậy Ê-li-pha người Thê-man, Bin-đát người Su-a, Sô-pha người Na-a-ma bèn đi và làm theo điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn mình. Rồi Đức Giê-hô-va nhậm lời của Gióp. Vậy khi Gióp đã cầu nguyện cho bạn hữu mình rồi, Đức Giê-hô-va bèn đem người ra khỏi cảnh khốn người và ban lại cho Gióp gấp bằng 2 các tài sản mà người đã có trước. Hết thảy anh em người, chị em người và những người quen biết Gióp từ trước đều đến thăm và ăn bữa với người tại trong nhà người. Chúng chia buồn và an ủi người về các tai họa mà Đức Giê-hô-va đã khiến giáng trên người. Mỗi người đều cho Gióp một nén bạc và một cái vòng vàng. Như vậy, Đức Giê-hô-va ban phước cho buổi già của Gióp nhiều hơn lúc đang thì. Người được 14.000 chiên, 6.000 lạc đà, 1.000 đôi bò và 1.000 lừa cái. Người cũng có 7 con trai và 3 con gái. Người đặt tên cho con gái lớn là Yemima, con thứ nhì là Kesia và con thứ ba là Keren Habuk. Trong toàn xứ chẳng có người nữ nào lịch sự bằng 3 con gái của Gióp. Cha của họ cho họ một phần cơ nghiệp trong anh em họ. Sau việc ấy, Gióp còn sống 140 năm. Người thấy các con trai, cháu, chít mình đến đời thứ tư. Rồi Gióp qua đời, tuổi cao, tác lớn. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.